hôm nay chúng ta đến với một bộ phim lãng mạn khoa học viễn tưởng tầm cỡ vũ trụ tại vì bối cảnh phim là ở vũ trụ passenger Phi thuyền Avalon đang du hành xuyên các vì sao hướng đến hành tinh mới tên là Homestead 2. Cơ mà tất cả các khoang đều trống rỗng, tàu thì đang ở chế độ lãi tự động bởi vì 258 phi hành đoàn cũng như là 5.000 hành khách khác thì đang bận ngủ đông như gấu bắc cực. Mọi chuyện đang yên ổn thì một cơn mưa thiên thạch ào xuống cái sự yên ổn này. Toàn bộ năng lượng được chuyển đến chiếc khiên ở đầu tàu để bảo vệ nhưng mà một thiên thạch khổng lồ đập mạnh vào tấm khiên làm cho tất cả phi thuyền rung chuyển gây ra một số trục trặc và một khoang ngủ đông lúc này được mở ra để nói cho bạn rằng video này được mang đến cho bạn bảy content hạnh phúc và giọng đọc vui vẻ được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc học tập được chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin nếu có gì sai hoặc cần đến chính hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất hãy xem phim và tự cảm nhận kẻ xui xẻo bị đánh thức sau vụ va chạm là Starlot trong phim này làm nghề cơ khí buồng ngủ đông của anh này vừa mở ra thì hệ thống lập tức bật cho anh xem video YouTube chào mừng ngủ dậy thông báo chỉ còn 4 tháng nữa là đến Homestead 2 4 tháng này Jim cùng các hành khách sẽ tận hưởng cuộc sống sang trọng trên tàu đánh thức lại cơ thể nằm ngủ đã lâu Jim cũng được hướng dẫn về vòng tay ID buồng ngủ với các lớp học bắt buộc phải tham gia anh háo hức chuẩn bị trải chuốt để lỡ đâu gặp hoa hậu Thùy Tiên thì còn đỡ quê nhưng khi bước đến lớp học bắt buộc thì chả có hoa hậu nào cả thậm chí là người bình thường còn không có lúc này chúng ta mới được giải thích vì sao Jim lại ở đây. ngắn gọn thì là trái đất đã quá đông dân, quá ô nhiễm nên là người giàu sẽ bỏ tiền để đến hành tinh mới để sống. Jim ngắt lời muốn hỏi là bạn học đi đâu hết rồi, nhưng mà người lập trình con robot kia thì không được trả tiền để biết thông tin đấy. Thế là anh này chạy khắp nơi để tìm kiếm người khác, nhưng mà đến cả sảnh chính của con tàu cũng không có một bóng người. Jim liền tìm đến một chiếc máy hỗ trợ công cộng và yêu cầu muốn nói chuyện với ai đó. Chiếc máy hướng dẫn anh đến chỗ nhân viên chăm sóc khách hàng nhưng mà ở đấy cũng không có ai. Jim quay lại yêu cầu chiếc máy cho anh gặp thuyền trưởng. Anh được chỉ đường đến khoang lái nhưng mà ID của Jim thì không được cấp phép để vào trong cơ mà ngó qua cửa kính thì bên trong cũng chả có ai jim lang thang đến đài quan sát tại đây anh phát hiện ra là còn 90 năm nữa thì con tàu mới đến cái hành tinh kia jim đã thức dậy quá sớm anh vội vàng quay lại phòng chờ và gửi tin nhắn về trái đất yêu cầu giúp đỡ cơ mà tàu dùng mạng vnpt nên là mất 50 năm thì tin nhắn mới đến được trái đất trời, trời hết cứu 50 năm với 90 năm thì khác đất nhau thế là jim tiếp tục đi vòng quanh con tàu và phát hiện ra một người phục vụ ở cuối ba jim vui mừng chạy đến bắt chuyện nhưng mà đây chỉ là một con robot phục vụ đúng hơn là một con android ôi không tôi là ai Android này tên là Arthur. Jim muốn hỏi Arthur cách để quay lại giấc ngủ đông nhưng mà Arthur chỉ được lập trình để pha rượu, tán gẫu với khách hàng và có thể là chỉ điểm nếu mà có công an đến hỏi. Jim chán nản à, đành quay về phòng ngủ. Sáng hôm sau anh đến nhà ăn và phát hiện ra đa số đầu ăn đều yêu cầu nạp lần đầu nâng đến hạng vàng thì mới được. Thứ duy nhất anh lấy được là cà phê đen. Anh lấy một tách cà phê rồi cố gắng tìm hiểu cách sửa buồng ngủ đông và thử nằm lại trong buồng rồi khởi động lại nó. Buồng thì đóng thật nhưng mà anh không hề chìm vào giấc ngủ. Kế tiếp Jim tìm hết mọi cách để đi vào khoang lái. Trên đời này thì dày nhất là mặt của mấy đứa ăn cháo đa bát còn dày nhì là cửa của cái khoang lái này mang khò ra cũng không thủng trong lúc đó Jim không hề biết máy tính trung tâm đang hiển thị ra vài lỗi nhỏ trên con tàu Anh quay lại quầy bar để giải sầu Thì Arthur gợi ý là thôi hưởng thụ cuộc sống đi đừng cố gắng nữa Đời thì cũng chỉ là khoảnh khắc giữa những lần đi thôi Jim nghe thế liền quyết định phải tận hưởng niềm vui trên tàu Anh chuyển đến một căn phòng hạng vàng ở thử tất cả dịch vụ giải trí ăn tất cả các nhà hàng nhưng mà dần thì niềm vui cũng vơi theo từng chai rượu mà nỗi cô đơn thì cứ đong đầy một ngày Jim lang thang qua khoang ngủ đông thì tình cờ tìm thấy một căn phòng dịch vụ tham quan vũ trụ Jim mặc lên bộ đồ du hành rồi đi ra cửa chốt gió gạt cần bấm nút để cửa mở ra khung cảnh bên ngoài lập tức mê hoặc Jim vũ trụ bao la rộng lớn không có điểm kết thúc và chỉ có duy nhất một mình anh ở đó Jim tắt nam châm dưới chân thả người bay lơ lửng trong không gian không gian này cũng lớn đấy nhưng mà không lớn bằng nỗi cô đơn trong anh ngay khi Jim quay lại tàu anh cởi bộ đồ ra rồi quay lại cửa không khí Jim do dự kéo cần gạt chỉ cần ấn nút nữa thôi là tất cả sự cô đơn này sẽ kết thúc nhưng mà Jim vẫn quyết định không làm điều đó tại vì hết phim này thì anh còn phải đi làm Starlot anh đau khổ chạy thật nhanh về phía khoa ngủ và trượt chân vào cái chai rượu anh vứt bên ngoài Jim đứng dậy đau đớn rồi đột nhiên anh bị thu hút bởi một phụ nữ đang ngủ ở trong buồng gần đó. Cô này tên là Aurora. Jim bắt đầu tìm kiếm hồ sơ của cô rồi ngồi xem cuộc phỏng vấn của Aurora trước khi lên tàu. Jim là kiểu người mà chỉ cần xem người ta qua màn hình là có thể yêu, tức là mấy thằng fanboy sim lỏ. Jim không ngừng nói chuyện về Arthur về Aurora thì cũng phải thôi. Tôi mà được nhìn thấy Jennifer Rollins giận mặt thì chắc là cũng mê lắm đấy. Cơ mà phải 90 năm nữa thì Aurora mới dậy, hay là đánh thức Aurora dậy luôn. Nhưng mà làm thế thì có mất dậy quá không? Jim hỏi Arthur nhưng mà Arthur là robot chứ không phải là Plato nên không thể trả lời mấy câu về đạo đức được. Ban đầu thì Jim cố làm bản thân phân tâm nhưng mà sự cô đơn và cơn nứng là kẻ thù tự nhiên của đạo đức. Jim đi tới buồng ngủ của Aurora để kích hoạt nó rồi trốn về phòng cất hết tất cả mọi thứ liên quan đến cái buồng ngủ đi. Một lúc sau anh hồi hộp đi đến sảnh lớn tìm Aurora. Aurora tỉnh dậy thì đơ y hệt Jim một năm trước. Jim đến gặp cô nói rằng họ là những người duy nhất thức dậy và đưa cô đến đài quan sát để thấy hành trình này còn tận 89 năm nữa mới đến nơi. Anh cũng đưa cô đến phòng điều khiển nơi mà Jim đã tìm đủ mọi cách nhưng mà không thể vào được. Aurora thì hoảng loạn vừa lờ, cố gắng quay lại buồng ngủ đông nhưng mà Jim giải thích là chiếc buồng chỉ giữ cho họ sống thôi, còn công nghệ gây mê thì không có ở đây. Họ quay ra sảnh chính đúng lúc đèn tắt chuyển sang đêm. Jim khuyên Aurora quay về khoang ngủ nghỉ ngơi đi. Trước khi chia tay, Aurora bảo là thấy Jim tội nghiệp vừa lờ vì phải sống như này suốt một năm trời. Jim sau đó quay lại quán bar và hối hận vì quyết định đánh thức Aurora dậy. Anh yêu cầu Arthur giữ cái bí mật này đến bao giờ ra thùng rác thì thôi. Ngày hôm sau, Aurora tỉnh dậy. Việc đầu tiên cô làm là cố gắng hỏi chiếc máy thông tin công cộng về khoa ngủ đông đúng lúc đấy jim đến nơi và rủ cô đi ăn sáng cơ mà cả hai không để ý là chiếc máy thông tin bị trục chặt phía sau lúc này ở nhà ăn aurora nhận ra jim đã ăn bữa sáng hạng rách trong vòng một năm nên là mời anh này một bữa hạng vàng aurora vẫn chưa từ bỏ việc sửa buồng ngủ nên là cô liên tục hỏi jim về những khả năng xảy ra cô cố tìm mọi thông tin về công nghệ gây mê nhưng mà cuối cùng mọi hy vọng cũng kết thúc bên ngoài cánh cửa dẫn đến phòng điều khiển lúc này jim nhận ra các lỗi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên con tàu nhưng mà anh vẫn chưa ý thức là có nhiều chuyện nghiêm trọng xảy ra aurora thì dần chấp nhận Đại, ghi lại trải nghiệm bản thân, cố gắng sống như một người bình thường. Aurora đến phỏng vấn Jim về lý do anh lên tàu đến vùng đất mới. Jim bảo là anh đang muốn tìm một khởi đầu mới và muốn đi xem một cái nhà. Aurora thì muốn làm nhà văn, nhưng mà thay vì chơi đồ và phát biểu linh tinh thì Aurora mua vé khứ hồi, đi 120 năm đến Home Set 2 để sống một năm rồi lại đi 120 năm quay về trái đất. Thế là Aurora sẽ trở thành người du hành thời gian đến 241 năm sau và như thế thì cô sẽ có rất nhiều content. Cơ mà dần thì Aurora cũng chấp nhận cuộc sống hiện tại. Jim đưa cô đến chỗ dịch vụ giải trí trên thuyền. cùng cùng thì anh đưa cô đến quán bar để gặp Arthur. Aurora cảm thấy vui vẻ một chút nhưng mà nhớ đến hiện thực thì làm cô chán và bỏ đi. Jim lúc này ở quán bar một mình thì càng cảm thấy tội lỗi khi mà đánh thức cô dậy. Thế là ngày hôm sau, Jim mầy mò tạo ra một mô hình nhà cao tầng rồi đem tặng cho Aurora. Một thời gian sau, Jim dùng con robot tự chế để mời Aurora ăn tối, bắt đầu làm nóng người bằng chén rượu từ quán bar của Arthur. Sau đó đến một quán ăn sang trọng dùng bữa, họ ăn tối và trò chuyện về cuộc sống của nhau trước khi phi lên thuyền. Cuối buổi hẹn hò thì Jim dẫn cô đến chỗ cửa gió và hai người nắm tay nhau đi dạo giữa các vì sao và sau đó thì họ chạy nhau kể từ ngày đó hai người chính thức chung sống cùng nhau chạy bộ ăn uống nghỉ ngơi sinh hoạt các thứ jim tiếp tục khám phá con tàu và tìm thấy một vườn thực vật không nghe lời cô giáo ngắt lấy vài bông hồng tặng cho aura bốn ngày nọ phi thuyền đi ngang qua mặt trời hai người lập tức đến đài thiên văn để quan sát đó jim bảo đấy là món quà mà tự nhiên chúc mừng sinh nhật aura đúng vào cái hôm đấy luôn bố này ngoài lừa đảo ra được cái khéo mồm phết tối hôm đó jim tổ chức sinh nhật cho người yêu ở nhà hàng rồi ngồi lại với arthur để hàn huyên nói chuyện jim lén đi vào phòng vệ sinh lôi ra chiếc nhẫn định hôn trong khi đó thì aurora ở lại nói chuyện với arthur nhưng mà jim đã phạm một sai lầm nghiêm trọng dù sau đi nữa giữa chúng tôi không có bí mật nào cả thế á đúng vậy Thế là Arthur hiểu nhầm và lỡ nói ra chuyện Jim đánh thức Aurora Thôi xong, vì cơn nứng của một thằng cha lạ mà cô phải bỏ ước mơ của mình thì tôi Đến khi Jim quay lại thì mọi chuyện đã toang Aurora tức giận bỏ chạy. Jim quay về phòng thì thấy Aurora đã dọn hết đồ đi và tránh mặt anh như bố mẹ châu Á tránh cho con chơi với mấy thằng nghiện. Coi anh như là một thứ bệnh dịch kế tởm. Cô căm thù đến mức nửa đêm định sang cho Jim làm bài kiểm tra nhưng mà là kiểm tra độ cứng của hộp sọ Jim. Jim cố gắng xin lỗi và tìm cách giải thích với cô nhưng mà Aurora không chấp nhận tha thứ. Làm như này thì khác gì tức đoạt quyền được sống của cô và một đêm con tàu gặp nhiều lỗi nghiêm trọng và máy tính trung tâm phải khởi động lại hệ thống Jim sử dụng cầu thang cũng gặp lỗi Aurora bước ra sảnh chính thì thấy Jim trồng một cái cây ở đấy nhưng mà không phải do nó mà tàu lỗi Aurora tiếp tục đi đến nhà ăn thì chiếc máy cung cấp đồ ăn trục chặt đột nhiên cả hai nghe thấy dặm của thuyền trưởng hỏi qua bộ đàm là ai đã trồng cây ở sảnh thế này hai người vội vàng chạy vào phòng chờ và nhìn thấy thuyền trưởng Gus đang đứng trước cái cây Jim trồng họ tự giới thiệu và kể lại hành trình gần đây cho Gus thuyền trưởng khá là bối rối khi biết có nhiều người bị lỗi thế anh đưa họ đến phòng chỉ huy nhưng máy tính đã bị reset hết rồi nên họ phải kiểm tra thủ công toàn bộ thiết bị trên tàu. Gus hướng dẫn hai người để họ giúp đỡ thu thập dữ liệu. Đến khoang ngủ đông, Gus nhận ra điều Jim đã làm với Aurora và bảo thẳng Jim là điều anh làm tệ vãi Chubin. Xong xuôi thì Gus tổng hợp dữ liệu thu thập được đem về phòng điều khiển. Aurora tìm đến Gus để nói chuyện Jim đã làm nhưng mà Gus không có thẩm quyền quyết định điều này. Gus ví dụ Jim như một người đuối nước đang níu lấy một người khác có thể là cả hai cùng chết nhưng mà người đuối nước kia liệu có đáng chắc đến thế không có nếu mà anh ta đang đứng đúng lúc đó thì jim bước vào với con robot thứ 16 bị hỏng tình hình tàu càng tệ đi nhưng mà gus quá mệt mỏi để tiếp tục công việc rồi aurora bảo anh là hãy nghỉ trước đi đã nhưng mà khi vào đến buồng ngủ gus đã ho ra máu đêm hôm đó aurora mất ngủ nên đi bơi đột nhiên con tàu mất đi trọng lực aurora suýt thì chết đuối trong bể bơi may mà trọng lực được tàu thiết lập lại ngay sau đó nên là aurora thoát được ra trong gang tấc jim với aurora lập tức chạy đi tìm gus ba người lập tức quay lại phòng điều khiển để xem xét tình hình mình. Gus phát hiện ra rằng có vấn đề xảy ra từ hai năm trước, rồi hiệu ứng domino xảy ra khiến cho con tàu càng hỏng hóc nặng nề. Họ cần tìm vấn đề ở đâu để sửa chữa, nhưng mà Gus đột nhiên gất xỉu nên là Jim và Aurora đưa anh đến khoang bệnh viện. Máy chuẩn đoán rằng nội tạng của Gus đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn cách chữa nữa. Gus cũng đã đến giai đoạn hấp hối rồi. Đến khoảnh khắc cuối cùng cuộc đời, Gus mặc bộ quân phục rồi đưa cho Jim chiếc vòng tay để có thể đi vào tất cả mọi nơi. Ông dặn dò Jim phải sửa chữa phi thuyền rồi tắt thở. Đột nhiên đèn báo động bật lên và con tàu bắt đầu rung chuyển. Jim quay sang nhờ Aurora Aurora giúp đỡ rồi cả hai chạy về phía buồng kỹ thuật cái tàu thì lỗi loại hết cả lên Jim đi ngang qua quầy ba thì tranh thủ chạy vào tắt nguồn Arthur trước khi anh này tự đập nát bản thân cuối cùng họ tìm đến phòng kỹ thuật và bắt đầu tìm kiếm vấn đề xuất phát từ bên trong khu năng lượng và khi họ mở cửa ra thì Aurora lập tức bị hút vào hóa ra là thân tàu đã bị tiểu hành tinh đâm thủng một lỗ nhỏ họ nhanh chóng bịt lại lỗ thủng trước khi không khí bị hút hết ra ngoài xong xuôi Jim nhận ra thiên thạch đó đã đâm thủng quá nhiều lớp tường và va thẳng vào một bộ phận của máy tính điều khiển lò phản ứng hạt nhân ở trung tâm Jim lập tức tìm vụ tùng thay thế cho nó máy tính được phục hồi trở lại nhưng mà lò phản ứng đã quá nhiệt không thể thông gió làm mát được họ phải gạt cần thông gió bằng tay nhưng mà cửa thông gió ngoài cùng lại không chịu mở ra jim nhận ra là phải mở chiếc cửa đó từ bên ngoài aurora thì ở lại đây để gạt cần thông gió jim lấy một đôi tay nghe liên lạc tiện thể lấy luôn cánh cửa trên tàu làm khiên chắn trong trường hợp cần thiết hai người đi đến chỗ cửa gió jim trao lại cho aurora vòng tay của gus aurora thì bảo là cô không thể sống thiếu anh được nên là nhất định phải quay về đấy nhá sau đó aurora trở lại phòng năng lượng nhiệt độ chỗ này bây giờ đang tăng quá cao jim lúc này đang tiếp cận cửa thông gió nhưng mà chiếc cửa này buộc phải mở ra bằng tay và Jim phải đứng lại để giữ cho cửa luôn mở. Anh quyết định hy sinh và hô lên bảo Aurora hãy kéo cần ga đi. Aurora không muốn Jim phải chết nhưng mà Jim thuyết phục cô hãy cứu 5.000 người còn lại trên tàu. Cuối cùng Aurora cũng phải khởi động hệ thống thông gió. Cơn bão nhiệt ập đến người Jim. Lần này thì người chịu nhiệt không phải Thor mà là Star Lord. Jim bị cơn sóng năng lượng thổi bay ra ngoài. Sợi cáp nối với tàu cũng đứt ngang. Bộ đồ phi hành gia cũng bị thủng một lỗ. Không khí bên trong đang dần cạn kiệt. Jim liên lạc với Aurora khiến cô vui mừng khôn xiết nhưng mà nghe thấy tin thì mặt mày méo xệch Aurora lập tức chạy đi lấy bộ phi hành gia còn lại cô xác nhận vị trí của Jim rồi nhảy hết sức về phía đó nhưng mà dây cáp của con thuyền quá ngắn Aurora chỉ cách Jim một chút một chút nữa thôi nhưng mà vẫn không được sợi dây bị kéo căng ra lập tức kéo cô quay trở lại trong sự tuyệt vọng này thì dây cáp trên bộ đồ của Jim bay tới trước mặt Aurora cô mừng rỡ nằm lấy nó rồi lôi Jim về phía thuyền Aurora dùng hết sức kéo Jim về phòng cấp cứu nhưng máy xác nhận anh đã ngừng thở cơ mà Aurora dùng vòng tay của Gus để lệnh cho chiếc máy làm tất cả cách để cấp cứu cuối cùng thì Jim cũng sống lại một thời gian sau, Jim đưa Aurora đến bệnh xá và phát hiện ra chiếc máy chữa bệnh có thể dùng như buồng ngủ đông được. Thế thì một người có thể tiếp tục hành trình đến hành tinh mới và Jim dành cơ hội này cho Aurora. Còn tại sao không ôm nhau nằm ngủ thì, thì tôi chịu. Cuối cùng thì Aurora lựa chọn ở lại với Jim, anh cầu hôn cô và cả hai tiếp tục cuộc sống trên con tàu. 88 năm sau, Avalon đã đến Homestead 2. Tất cả mọi người tỉnh dậy và phát hiện ra sảnh chính con tàu đã trở thành một khu vườn với ngôi nhà gỗ, chứng tỏ là Jim và Aurora thực sự đã có một cuộc đời hạnh phúc, hoặc là không. Thế nên là người ta mới skip phim và đó là cái kết của passenger tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại